Kinh văn. Bấy giờ Thế Tôn bảo A Nan rằng: trước đây ông nhàm chán các pháp tiểu thừa, thanh văn duyên giác, phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ đề. Nên này là lúc Như Lai sẽ chỉ bày cho ông đệ nhất nghĩa đế. Giảng. Bấy giờ Thế Tôn bảo A Nan rằng: trước đây ông nhàm chán các pháp tiểu thừa, thanh văn duyên giác. Ông đã quyết định từ bỏ hẳn các pháp môn của hàng nhị thừa, thanh văn, duyên giác, giáo pháp của thời A Hàm, phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ đề. Nay ông phát tâm siêng năng cầu đạo, giác ngộ vô thượng, đạo giác ngộ của hàng Bồ Tát. Do vậy, nên nay là lúc Như Lai sẽ chỉ bày cho ông đệ nhất nghĩa đế. Như Lai sẽ giảng dạy pháp môn thật tướng cho ông. Đệ nhất nghĩa đế chính là thật tướng. Có ba loại thực tướng. Một, thực tướng vô tướng. Vô tướng chi thực tướng, không còn các tướng hư vọng, tất cả đều là nhất chân bình đẳng thực tướng, tức là không Như Lai tạng. Hai, thực tướng của cái chẳng phải vô tướng. Vô bất tướng chi thực tướng, hoàn toàn đều chẳng phải là vô tướng, chỉ tùy duyên mà biến hiện ra tất cả tướng. Ba, thật tướng của chẳng tướng nào, không phải là tướng. Vô tướng, vô bất tướng, chi thực tướng, tức là không bất không Như Lai tạng, cũng gọi là diệu hữu chân không diệu hữu. Dù kể là ba, nhưng chỉ là một, đó là thật tướng. Thật tướng là không có tướng, nhưng chẳng có gì là không có tướng cả. Đó là lý chân không diệu hữu chân không. Nếu cứu xét đến tột cùng thì vốn chẳng có tướng gì cả, nhưng trong cái chẳng có tướng gì ấy lại có tất cả. Thế nên chẳng có tướng gì chính là chân không, và có tất cả là diệu hữu. Đạo lý đang được giảng giải sẽ đưa đến sự giải thích về bảy đại: đất, nước, lửa, gió, không, kiến và thức, trùm khắp cả pháp giới, 5 uẩn, 6 nhập, 12 xứ, 18 giới đã đề cập trước đây, được giải thích là tánh chân như nhiệm màu của Như Lai tạng. Nhưng chúng chưa được nói là trùm khắp cả pháp giới. Vấn Sam Mô Ti So Ha.